Ông bà ta có câu an cư lạc nghiệp. Bởi vậy thì đa số các bạn học sinh mà khi đi du học Úc, việc tìm một cái nhà ở tốt để mà ổn định cái việc học tập cũng như là sinh hoạt trong thời gian ở Úc là một điều quan trọng nhất. Và nếu mà bạn có người thân ở Úc thì đây là một lợi thế rồi, mà bạn có thể là nhờ người thân đang sống tại Úc tìm cho bạn một cái nhà trọ. Bởi vì là sao? Bởi vì là họ là nắm được cái giá cũng như là địa điểm bên đó rồi thì sẽ giúp cho bạn tìm được một cái ngôi nhà trọ tốt, đúng không nào? Vậy thì đối với những bạn mà không có người thân thì như thế nào? Chắc là các bạn đang lo sốt vó đúng không? Không việc gì phải lo hết. Bạn có thể là tìm đến những cái trang web của những hội du học sinh Việt Nam ở Úc để mà tìm hiểu thêm những kinh nghiệm thuê nhà cũng như là những cái thông tin cần thiết để cho bạn khỏi bỡ ngỡ trong cái quá trình mà tìm nhà thôi. Hoặc là bạn cũng có thể là PM một cái bạn nào đó ở trong nhóm chẳng hạn, nhờ bạn là sắp tới mình qua Úc như vậy đó thì bạn có thể là hỗ trợ mình tìm nhà được hay không. Còn nếu mà bạn ngại quá, bạn lo sợ quá thì hãy liên hệ với mình sẵn sàng giúp đỡ bạn. Nếu mà bạn tự tìm nhà thì bạn phải cần lưu ý những cái gì đây? Trước khi mà tìm nhà thì bạn cũng cần phải xem xét rằng là cái nơi mà mình ở và cái khu vực xung quanh của mình ở, thì để nắm rõ những cái địa hình cũng như là cái tên đường. Bạn không thể tìm những cái chỗ trọ mà xa trường quá. Điều này thì sẽ làm cho bạn bất tiện khi mà trong quá trình bạn di chuyển đi học hoặc cũng như là khó khăn trong cái việc học tập của bạn. Bạn cũng có thể là tham khảo những cái trung tâm môi giới địa ốc. Thì các website của những cái trung tâm này thì cung cấp đầy đủ những cái thông tin như là giá thuê bao nhiêu, địa chỉ, giá cả cũng như là các chính sách cần thiết. Bạn cũng đừng quên các website của trường. Đa số các trường thì hầu như là trường nào cũng có những cái website. Họ có những cái khu họp chợ, tức là những cái forum đó mấy bạn, dành cho những sinh viên, là trong đó các bạn đăng nào là đăng tin quảng cáo nè, tìm nhà trọ hay là tìm bạn ở ghép hay là trao đổi sách vở cũng như là các vật dụng đồ đạc khác. Cái website này không những là giúp bạn tìm được nhà trọ mà nó còn giúp cho bạn là nhiều cái cơ hội để tìm được những cái công việc làm thêm trong thời gian học tập ở đây. Và bạn cũng có thể là tìm nhà qua cái khu họp chợ của cái website của trường này, với cái giá thì nó sẽ cực mềm và dễ chấp nhận đối với sinh viên. Tại vì sao? Tại vì là ở trong này thì đa số là những cái sinh viên không mà, nên là giá xe phòng lại thì tất nhiên là nó sẽ rẻ hơn rồi, đúng không? Còn nếu như bạn thắc mắc rằng là bên Úc thì có cái những cái loại hình nhà ở nào, rồi chi phí thuê ra sao, thì mình cũng sẽ giới thiệu cho bạn luôn. Đi du học Úc thì bạn có thể là chọn ở chung với người bản xứ, gọi là homestay. Thì ưu điểm khi mà bạn chọn ở đây là như thế nào? Hình thức này thì được nhiều bạn chọn hơn. Tại vì sao? Tại vì là khi mà bạn ở chung với người bản xứ thì sẽ giúp bạn là hòa nhập nhanh hơn với cái cuộc sống cũng như là cái văn hóa Úc. Và vừa có cái môi trường để bạn cải thiện cái vốn tiếng Anh của mình. Ví dụ như là bạn có thể là giao tiếp với gia đình người bản xứ, rồi sau đó thì cái vốn tiếng Anh của bạn từ khác nó sẽ tiến bộ hơn. Thì cái chi phí mà thuê nhà như vậy thì nó sẽ dao động tầm khoảng là 150 đến 300 đô một tuần. Cái này thì nó sẽ bao gồm là phòng riêng và các bữa ăn, ăn chung với người bản xứ luôn nha các bạn. Còn nếu như mà bạn ăn riêng thì sao? Thì ăn riêng thì tất nhiên chi phí nó sẽ rẻ hơn rồi. Ví như là mình sẽ tiết kiệm hơn, mình sẽ ăn là nhẹ nhàng hơn chẳng hạn, đúng không? Còn nếu như mà không muốn ở với gia đình người bản xứ thì bạn cũng có thể là thuê nhà chung để ở. Nghĩa là sao? Nghĩa là các bạn du học sinh với nhau cùng thuê một căn nhà giống như ở Việt Nam mình gọi là ở trọ đó các bạn. Là các bạn học sinh thuê một cái nhà, sau đó mình share cái tiền phòng ra, rồi mình cũng có thể cùng nhau nấu ăn. Rồi nhưng mà bất tiện một cái là nếu mà share cái phòng như vậy thì bạn phải tự sắm đồ đạc. Và tất nhiên thì thời gian đầu sắm thì nó sẽ tốn nhiều phí, nhưng mà sau cái đó thì nó sẽ rẻ hơn, đúng không? Những bạn nào mà ở Việt Nam đã từng đi ở trọ rồi thì chắc chắn là cái việc này sẽ không gây khó khăn cho bạn rồi. Và cái chi phí cho cái loại mà thuê nhà ở chung này á thì nó sẽ dao động tầm khoảng là 70 cho đến 350 đô một tuần. Và khi mà nếu mà bạn chọn cái hình thức này á thì có thể là bạn sẽ đặt cọc tiền phòng một tháng hoặc là bạn phải trả tiền trước, thì cái này là tùy những cái chỗ thuê của bạn ha. Còn một loại phòng nữa đó là bạn có thể là chọn ở ký túc xá của trường.
Có những trường thì nó sẽ có những cái khu ký túc xá dành riêng cho sinh viên, và có thể là ở trong cái khuôn viên của trường hoặc là ở ngoài, cái này là tùy trường ha. Giá thì nó sẽ từ 80 đến 250 đô một tuần. Tuy nhiên nếu mà bạn muốn ở trong cái khu ký túc xá này thì bạn phải nộp đơn sớm, vì là có khá nhiều sinh viên quốc tế đăng ký. Và tất nhiên khi mà bạn đã quyết định đi học rồi thì mình cũng phải là cân nhắc về vấn đề nhà ở và đăng ký sớm, đúng không các bạn? Ngoài ra thì bên Úc nó còn có một cái loại hình nhà ở nữa, đó là khu ký túc xá cao đẳng, bao gồm cả là cung cấp các bữa ăn. Thì giá thuê tuy nó có mắc hơn so với là bên ngoài, nhưng mà bù lại thì sinh viên sẽ không phải lo những cái khâu như là lau chùi nhà hay là dọn dẹp. Và ngoài ra thì khi nếu mà bạn chọn cái loại hình này á, thì mình thấy là ở những cái khu ký túc xá này thì nó sẽ có những cái câu lạc bộ thể dục thể thao dành cho sinh viên nè, hay là có thư viện nè, có cả những chỗ dạy kèm nữa các bạn, và thường là có cả máy điện toán dành cho học sinh sử dụng. Còn nếu bạn muốn ở cái khu nhà tập thể thì như thế nào? Cái khu nhà tập thể này thì nó có thể là ở trong trường hoặc là ngoài trường hoặc là ở gần, và có giá thuê thì có giá là tương đối rẻ hơn là ở ký túc xá cao đẳng. Do đó thì nếu mà thích hợp cho du học sinh, do đó thì mình nghĩ là loại hình này nó sẽ thích hợp cho du học sinh hơn là cái loại hình mà ký túc xá cao đẳng, nó dạng như là gọi là khu nhà ở cao cấp rồi. Tuy nhiên thì cái khu nhà ở tập thể này chỉ dành cho sinh viên học toàn thời gian trong trường mà thôi. Thì đi du học Úc thì mình giới thiệu cho các bạn những cái loại hình nhỏ như vậy. Còn nếu như mà bạn còn đang băn khoăn không biết là mình nên chọn loại hình nhỏ nào, ở homestay, ở nhà trọ chung với bạn bè hay ở ký túc xá, và muốn tư vấn rõ thêm về cái này thì bạn hãy liên hệ trực tiếp với mình sẽ tư vấn chi tiết cho bạn nhé. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng có lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.